Hello, welcome back. Mình chúng ta chơi 8 trò. À nhầm, rất là nhiều trò. Với game Troll Internet. Để chơi nào đây? Fail rồi. Ok, được màn đầu tiên. Màn thứ hai, màn thứ ba. Ủa, không được. Đấy. Mình đang ở màn bảy, đây là nhiều màn lắm. Cái con rắn này. Mà mình cũng gạt linh tinh rồi nào nữa. Mà này chưa kiểu gì nhỉ? Cái mặt ông này thì điểu lắm. Anh em chết hài mà xem. Trời ơi, cái mặt trông thật là điểu. Rơi đã ăn rơi.
25 à? SpongeBob party. Ah, Jellyfish Fields is lovely this time of year. Here we go. Zap happy. Really? Complete waste of time. Mà này chưa chưa bao giờ. Ô đây lối đi đây. Ô ghê vãi, mà này ghê vãi. Xem nào. Ôi, haha, mình đánh biến thành bạch tuộc. Biến thành bạch tuộc. Ai cho ai đi xuống à? Ôi, thật đáng tiếc. Điều khiển dạng bạch tuộc này khó lắm. Ôi giời ơi. Cái đoạn này lên rồi. Đoạn này không cho lên. Trời, không cho lên rồi. Cuối cùng là cũng qua cái đoạn khó khăn, mãi không chơi được gì. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Trả 5 phút cơ nào.
Ok, cho nó sang Palanzo B. Ok, lần này mình chơi cẩn thận hơn một tí rồi. Con gà trông thấy mà sát thương mạnh thế nhỉ. Mày mất lúc phòng thủ đây rồi. Đông quá, đông quá. Ngoài rất luôn là game này. Ui dồi, đông quá. Ui đông quá. Ủa, chỗ này không trồng được cây rồi em biết. Win. Ván này trông thế mà win. Chúng ta sang stick chào đấy. Stand up. Chết quèo luôn. Gọi giáo sư đến. Cái này đi.
Chúng ta chơi Sonic Racing. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ có một trận đua mới với game Sonic Racing. Hôm nay mình biết đua rồi, hôm trước không biết chơi, hôm nay biết chơi, chơi giỏi vãi luôn. À, nói thế thôi cũng chưa quen lắm. Trò này chắc phải chơi thêm một thời gian nữa. Một thời gian nữa thì mình mới quen tay được. Lái đỉnh thế nhỉ. Ủa, thật không thể tin được, lần đầu tiên trong lịch sử mình đang dẫn đầu, bạn đang dẫn đầu này. Ôi, thanh niên này đang định vượt à? Đội đỏ đang định vượt, đội xanh đang dẫn đầu. Rồi, chơi online mà. Trò Sonic này lắm game vãi. Y hệt trò nghèo thom. Bao nhiêu game, nhà phát triển game phát hành nhiều thật đấy. Pha lết bánh đẳng cấp. Ôi, nó chết rồi. Có biết là mình quay cái này mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Ô, đứa nào bắn đấy? Chúng ta vừa bị trúng một cơn lốc của một cái nhân vật team khác. Team mình có một người dẫn đầu rồi nè. Thật là đỉnh. Dừng bước à. Hey, chúng ta chơi Tom Run. Ở đây chúng ta có người không? Santa không? Có lẽ đây là cái khoảnh khắc đẹp nhất trong game. Wow, no. đang định nói thì cái con ruồi nó chửi của họ suy thò. Tuyệt vời, chúng ta sẽ vào trong đường hầm này. Ui dồi, đẹp không, đẹp không, đẹp không. Cái map này tự nhiên bây giờ nó quay lại đẹp thế nhỉ. Mình cảm giác như đang chơi một cái game nào ấy. Đây là cái game di thuyền không gian ấy. Wow. Thank you.
đã sắp ra rồi, ra ngoài rồi. Đang trong cái thành phố, đang trong cái đường hầm nó đang hay, đang đẹp, nhìn phê. Thế mới lại phải ra đây. Rồi là cái gì? Ồ, lại vào tiếp rồi. Lại vào tiếp rồi. Cái này là mèo Tom mà lụm một vài vòng trong game thì thì tuyệt vời luôn á. Chúng ta chơi trò xây dựng game. Ok, chúng ta đã vào game. Mình đang ở trong màn 68 68 của trò chơi. Lửa. Một cái cầu sao? Ô, chỗ này trở thành một cái vùng băng giá luôn. Cô gái quá thông minh. Một vùng băng giá mà lại có một cái con bạch tuộc lên cửa. May quá, đang đói. Thì cũng cầm, ôi không cầm được. Không cầm theo cái này rồi. Trang phục mới luôn. Open cái cửa này đi. Có vẻ như những con rơi này nó không thích lửa cho lắm. Chỉ là một con chó cún này. Con chó cún này để quá sợ lửa. Chúng ta sẽ chơi kiểu này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Trời ơi, cô gái này tôi ăn cá sống. Không ổn rồi lắm. Có một lối thoát này. Next tiếp này. Thủ dân à? Cho ra sang sắp hơi sắp hơi. Trời trời, tự nhiên có âm thanh. Thank you.
Ôi trời ơi, những bước di chuyển này. Đó là những bước di chuyển với vận tốc ánh sáng luôn ấy. Quá nhanh. Quá nhanh. Tiếp tục nào. Và kết thúc bằng một tiếng nổ đùng một phát. Ăn cái xe. Mình đã hoàn thành xong chứ magic. Ui dồi mệt quá. Trời, chỉ có mọi người chắc chỉ nhìn thấy cái làn khói xe khói đen, còn đâu chả thấy người đâu cả, bởi vì di chuyển quá nhanh. Nó đẳng cấp như thế. Ôi tôi. Ok, chúng ta sang Cameron. Chỗ này chỉ phải chạy thử đây mà nó chạy thật này. Giờ chúng ta đã có mặt được trong game. Và đây là một cái map Giáng sinh. Tại sao cái map này lại xuất hiện vào thời điểm này thì mình không rõ lắm. Bởi vì nó sẽ xuất hiện, mình nhớ là sẽ vào tháng 12. Bây giờ mới có tháng 8 mà chẳng lẽ còn Giáng sinh trước sao? Mình chạy 500m. Chạy thật tuyệt vời và chưa hề vấp phải một cái điều gì cả. Trong này toàn là dung nham thôi. Đi đâu toàn dung nham rồi. Dung nham kinh khủng thật. Nóng quá. Nóng quá. Đi vào chỗ này cảm giác toát mồ hôi luôn. Wow, điểm cao rồi. Wow, số điểm 28.000 điểm đó là số điểm cao nhất của mình tại thời điểm hiện tại trên con máy này. Thấy có nhiều bạn chơi vài triệu điểm rồi. Cái này đang nhằm vào gì? Chạy trong cái map này cũng phải vơ vét một cái gì đó để mang về chứ. Ui. 3.000 điểm. Không ăn được cái tăng tốc.
Chỗ này cái góc cam nó chiếu sát quá nhỉ. Không sao, càng chân thực. Chân thực làm sao khi mình đang chạy trong cái bản đồ mà cực kỳ là nóng, vừa nóng vừa lạnh. Đi qua Nham Thành chỉ lạnh, đi ra cũng băng thì lại nóng. Wow, 5.500m, điểm kỷ lục cao vãi trường luôn. Để xem là mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm nhá. Cái điểm cao nhất của mình là bao nhiêu được? Ôi. Thua rồi. Chúng ta chỉ chơi trò Happy Crack. Yeah, mình đã có mặt trong game rồi. Bàn 70. Chúng ta sang bàn 73. Next nào. Liệu cái cốc bên này có được tí nào? Vẫn được. Cảm giác hôm nay hơi nóng như vậy. Tặng bút à? Keep. Ok. Next tiếp nào. Trời ơi, chuẩn quá. Mình đến chuẩn quá.
ra đi băng rồi. Ra ngoài này có cái gì không đây? Một phát bắn trúng luôn mồm. Chúng ta sẽ đến cua đi. Định mang theo cái súng nhưng mà lại không có điện. Súng lại không có điện nữa. Hiện tại ở đây rất là tối. Khu vực này, khu vực siêu thị. Siêu thị ở ban đêm thì không có gì. Khu vực cắm trại đi. Ra đây cắm trại. Có muỗi à? Trời, đang chưa có muỗi nhiều này. Có điều khiển phết đi. Rồi, ok, tạm biệt. Chúng ta sẽ rời đi. Nãy mình bị ép góc ở chỗ này này. Rơi mất cái sẻng ở đây này.
Đâu nhỉ? Chỗ này đây. Sáng đâu, sáng đâu. Nạn kim này. Chơi trò này hơi bị hé mắt thì nó tối. Đâu mình mới xẻng nếu mình vứt đầu góc nào rồi. Đây đây đây. Oh my god. Chết rồi. Nãy không biết là vứt đâu. Ở đây đây, đoạn này đây. Cái ống lợn này. Tôi không nhìn gì cả. Cây vãi. Không nhìn thấy gì cả. Chịu rồi, không đào chỗ này đâu. Vẫn cầm theo cái xẻng này mới đào được đâu. Jay, is that you? What happened? How did Rod capture Liz? That's crazy. What are you talking about? Leave me alone. Jay, is that you? Jay, is that you? What happened? How did Rod capture Liz? I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Well, yes.
What can I do for you? Follow me. Yeah, let's go. Chuẩn men. Chưa thật thông nào đến nè. Nhanh em ơi. Tôi chưa đọc. Okay, chúng ta sẽ lao xuống cái khu vực này. Hy vọng là có cháo. Ôi trời ơi, cái chi tiêu rơi vào đây thì nó không già được. Riêng cái đoạn mà bay này mất khá nhiều thời gian. Cái này cái gì đây? Nếu mà súng mình cứ nhiều đạn thì mình chả hút bất kỳ mà hay. Súng nhiều đạn không sợ ai thôi. Solo luôn. Mình có bắn nhau à? Ok, súng đã lên nòng. Ôi nhiều súng quá. Và bây giờ mình đã rất là nhiều đạn nên mình cần tìm đối thủ. Đứa nào ra đây bắn nát sọ luôn. Này cái gì? Ok. Kìa. Có mục tiêu kìa. Kìa. Cái đi kìa. Ok đấy. Cho cậu này nã cho vỡ mông luôn này. Wow, súng này lắm đạn này. Có người chứ sao nhỉ? Chả vãi tim, chả thấy người đâu cả. Tại mình đang không thấy đối thủ nào mình xả súng. Có bắn nhau.
Đấy, đằng góc này. Đây đây, bắn nhau đây. Ô, đằng kia cứu trợ, đằng kia đánh đồng này. Này vừa có bắn nhau xong. Kìa 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 kìa. Phục kích. À bọn nó phục kích mình sao ấy. Con lượn này đâu rồi? Trời, quá nhiều đạn luôn. Kìa. Cây nỗi trò này không có ô tô người lái. Vừa thấy một thanh niên thôi mà. Kìa, nhìn thấy rồi. Chấp 4 luôn. Đỉnh cao lên nhá. Ôi. Ui giời ơi. Ba tiếc.